Chào mấy bạn, mình là Trần Việt Sang, năm nay mình 21 tuổi. Mình vừa mới tốt nghiệp cử nhân ở Singapore xong. Mình học trường Nanyang Institute of Management. Thì mình học về chuyên ngành Bachelor. Mình học về Hospitality Bachelor. Thì sau khi mình tốt nghiệp á, thì mình về Việt Nam. Mình có đi thử tìm một thứ số một số việc, nhưng mà nói chung thì sau khi thử việc xong thì mình cảm thấy mình không hợp lắm. Thì sau đó mình cảm giác mình muốn chuyển qua một môi trường mới, cho nên mình đã chọn Canada. Thì ban đầu thì cái việc làm hồ sơ nó hơi bị vẫn gặp vấn đề một tí, tại vì mình chọn một cái công ty tư vấn mà quen biết với ba mẹ mình, nhưng cái công ty đó thì nó không có được có tâm lắm, cho nên là hồ sơ của mình bị dang dở. Mình quay lại công ty Tân Đại Dương, cái công ty đã giúp mình đi du học Singapore một lần. Thì sau đó thì cái hồ sơ của mình trở nên trôi chảy hơn. 4 cho đến 5 tháng thì làm hồ sơ bắt đầu từ cái hồ sơ cũ. Thì mình đã có visa. Bây giờ mình đang nhập học vào trường Vancouver Island University của Nanaimo ở Canada. Lúc đầu thì mình cũng không biết chọn trường gì hết, nhưng mà sau đó mình chọn được ngành của mình là mình muốn vào một cái lĩnh vực khác, là cũng gần với lĩnh vực trước của mình, hospitality. Thì mình muốn vào ngành bếp. Trường này thì có ngành đó, và mình hiện giờ mình đang apply vào trường đó và mình đã được chấp nhận. Mình muốn chia sẻ với mấy bạn mà muốn đi du học á, thì chắc là tốt nhất là nên ôn thêm tiếng Anh, tại vì nói chung thì cái yêu cầu trường của mình thì yêu cầu cũng hơi thấp. Nhưng mà những một số trường khác, nếu mà bạn muốn vô những cái trường mà tốt một tí thì IELTS nên 6.5 trở lên. Có thể đi du học hay gì đó, hay là vào những cái khóa luyện hè á. Thì bên công ty của mình, Tân Đại Dương cũng có hỗ trợ những cái đó, bạn có thể liên lạc với đó. Cảm ơn các bạn.